Và ngay sau đây con xin gửi tặng tới toàn thể quý cha, quý sư, quý thầy và các bạn giới trẻ một ca khúc được mang tên Tuổi Trẻ Dân Thân. Và xin cảm ơn các bạn giới trẻ rất nhiều ạ. Và ngay sau đây mình xin mời các bạn giới trẻ có thuộc cử điệu Tuổi Trẻ Dân Thân, chúng ta hãy cùng lên sân khấu để hòa chung chia niềm vui cùng với mình trong ca khúc này được không ạ? Một lần nữa xin mời tất cả các bạn hãy cùng lên sân khấu. Sân khấu còn rất rộng, hãy cùng chào đón các bạn ạ. Và ca khúc này mình được thực hiện cùng các bạn giới trẻ giáo xứ Vạn Lương, một giáo xứ được mới lên xứ ngày gần đây. Một tràng pháo tay cho các bạn giáo xứ Vạn Lương được không ạ? Cho con làm muối men ướp mặn trần gian đang khát khao tình người, và xin cho con được cùng dân thân giúp người nghèo khó thoát cảnh cơ bần. Và hôm nay con ra đi dẫu con bao yếu hèn, dù tiền đầy con lênh đênh vì bao con sóng ngã nghiêng, và rồi có bàn tay Chúa giúp con bình yên. Tuổi trẻ ta cất bước ra đi, dù khi bao tố sóng trào, dù khi mệt mỏi thế nào, đời con xin phó dâng trong bàn tay Chúa, và hành trang con luôn mang theo là dân thân phục vụ, là chứng nhân tin mừng. Cùng đi nào, ta cùng đi thực thi ý Chúa. Xung vầy với nhau để cùng chia sẻ hạnh phúc hay buồn sâu, nguyện đem yêu thương lan tỏa bốn phương để họ nhận biết trở về chính đường. Tìm ai đang trong đau thương vui an khi thất vọng, dù người đời luôn kinh chê thì con vẫn cứ say mê thực hiện theo lời của Chúa, dẫn thân vì tha nhân. Tuổi trẻ ta cất bước ra đi, và tố sóng chào, dù khi mệt mỏi thét gào, đời con xin phó dâng trong bàn tay Chúa, và hành trang con luôn mang theo là dân thân phục vụ, là chứng nhân tin mừng. Cùng đi nào, ta cùng đi thực thi ý Chúa. Lời tán dương cảm tạ Thiên Chúa ban xuống muôn ơn lành, Ngài luôn bên con đồng hành sớt chia, nối lại vòng tay nếu còn xa lìa. Hồng ân bao la ngất cao như núi ngàn, tìm về từ đường bên Cha, Ngài luôn giang tay thứ tha, tình Ngài ôi thật cao cả chẳng khi nhạt phai. Tuổi trẻ ta cất bước ra đi, dù khi bao tố sóng trào, dù khi mệt mỏi thét gào, đời con xin phó dâng trong bàn tay Chúa, và hành trang con luôn mang theo là dân thân phục vụ, là chứng nhân tin mừng. Cùng đi lao, ta cùng đi thực thi ý Chúa. Dù khi bao tố sóng trào, dù khi mệt mỏi thét gào, đời con xin phó dâng trong bàn tay Chúa, và hành trang con luôn mang theo là dân thân phục vụ, là chứng nhân tin mừng.
cùng đi, nào ta cùng đi thực thi ý Chúa. Hey 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 hey, một cái vỗ tay cho các bạn ơi. Hey 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 hey. Vâng, xin hết ạ, xin cảm ơn các vũ công rất tuyệt vời, rất nhiều ạ. Một lần xin cảm ơn ạ.